Sông Trên, Sông Hỷ Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Sông Hỷ đang có mặt tại khóm 8, phường Núi Sam nha cả nhà. Hôm nay thì Sông Hỷ cũng muốn là thay đổi một cái không khí mới. Đó là trở về với tuổi thơ dữ dội của mình, đó là đi hải diều nha cả nhà. Cả nhà thấy phía sau lưng của Sông Hỷ rồi. Mà hôm nay Sông Hỷ chưa mua kịp con diều để mà đi hả. Đứng ở đây ké, đứng đây là ngắm mấy con diều. Hồi nhỏ là nhà Sông Hỷ làm mấy con diều mà bằng thủ công bằng tay á, giống như là mấy cái cây tre mình cắt ra xong rồi mình lấy cái phần bọng ni lông á mình làm. Rồi không vậy? Chở con bé đi đâu vậy? Chú coi chở vậy chú ơi. Sao không đạp ra tôi. Ôi trời. Đây cả nhà ơi. Sông Hỷ vừa phát hiện ra các anh là đang thả diều mà con diều nó siêu to dữ vậy. Wow. Đúng bạn vậy rồi bạn ơi. Con diều này mình phải hôm nay hả, cái gió như vậy là có phù hợp để mình thả diều không anh? Cũng được chị, tạm tạm được ha anh. Dạ. Thôi dây nè, dây cũng lớn rồi. Dây này là dây 1 ly 6 chứ không phải mà dây thân bình thường nữa. Cái con này là bao nhiêu anh? Con diều này là mất tiền không? 4 mét rưỡi. Wow. Con ở đây. Thường là làm anh thường mỗi ngày là điều thả ở ngoài này hả? Nói chung cũng có bữa thả bữa không nữa. Tại vì đi chạy xe. Chạy xe hả? Dạ. Nhưng mà có đam mê thả diều. Ấy à. Con này muốn ha. Con này ở đó đó. Ôi, công việc chính của anh là chạy xe. Còn công việc phụ tay trái của anh là đi hải diều, đam mê. Con nào nó kém lên luôn không? Nó vừa đã được người ta luôn hả? Được. Thì có nào mình đã được diều kéo đi luôn không? Có điều khiển như mình diêm lên cho nó xa không à? Ở điều khiển nữa hả? Ủa điều khiển nữa hả? Hay vậy? Anh đi hải diều em thấy đội ngũ cũng đông nha. Chứ không phải ít đâu. Hỗ trợ chứ đi mình ên anh với con diều to này cũng không nổi. Vậy là mình thả buổi tối, em thấy đèn nữa nè. Có đèn nữa nè. Tối luôn. Ghê ta. Ủa vậy anh ở đâu? Anh ở khúc nào? Ngoài chỗ chợ Châu Đốc á. Ngoài chợ Châu Đốc, chở xe lôi vô đây. Có đâu, anh đi xe Honda vô. Anh đi xe Honda vô. Ở xe lôi của ai? Của em. Của em hả? Họ lấy remote tắt đèn đầu. Ủa remote làm gì? Remote để tắt. Điều khiển đèn hả? Dạ, điều khiển từ xa. Chớp theo điệu hay gì ha. Nếu mà buổi tối thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi, buổi tối nó đẹp chứ. Tại 6 giờ sao mấy giờ. Bây giờ mình sẽ thấy anh thả gì. Thả gì mà cái con diều siêu to khổng lồ. Lúc trước ở nhà đâu có điều kiện, chỉ xài mấy con diều tự làm bằng tay thôi. Dây điện nhiều quá nha anh. Ôi, anh đây thì bên đây thì sẽ cầm. Bên kia sẽ thả dây găng. Này gọi là dây găng. Ui. Wow. Kiểu này rồi mấy con diều nhỏ rồi dây găng sao mình thấy được. Rồi không có gió rồi. Ở đây thì chưa có gió. Ở dưới này không có gió đâu khi mà lên trên cao á. Ôi. Rồi như vậy thì cọng dây nó có bị dính dây điện không? Thì phải bắt buộc nó cho xuống. Như cái hướng gió này, hướng gió ngược lại nè. Lên nè. Tùy theo cái hướng gió của mình thả nữa, chứ không phải là cái hiện tại là cái hướng gió là hướng này nè. Mà anh đi á, anh đi là hồi nãy là hướng tự ngược lại như này, từ ở dưới này chạy qua lên đó. Như giống như này có thể là lên rồi đó. Nhưng thấy căng lắm nha. Kỳ em thấy căng lắm nha. Mình cảm nhận là có gió nhưng mà sao mà nó không bay lên được. Ở dưới đây có gió rồi, ở trên gió nhiều chứ. Khi mà đã lên, nó đã lên là nó sẽ động hơn. Lên nó sẽ động hơn. Trên cao gió đều sẽ đầm hơn. Anh đây nè, đây là có những cái con diều làm bằng tay nè. Đây nè. Còn mấy con diều này là mình mua ngoài chợ có. Còn diều bằng tay là giống mà Sông Hỷ nói là diều này. Mình phải thả, mình kỳ giật như vậy nè. Kỳ giật
cực lắm, không có dễ đâu. Ừ. Ôi, nữa nè. Không phải một con đâu. Con này là con gì hả anh? Đại bàng. Đại bàng, đại bàng chuẩn bị tung cánh. Ôi. Đây là một con đại bàng. Ồ, con này chắc hơn 6 mét à. 6 mét rưỡi đúng không? 6 mét rưỡi. Con kia 4 mét. Ơi, nặng đầu tiên mà thấy con gì mà to vậy luôn á. Ơi. Cái này nặng không anh? Nó cũng nhẹ ha. Ôi, nó lên đều rồi kìa. Sỏ vô đó đi, con này là có đèn không? Có đèn hả? À, cái đèn của mình gắn vô đây luôn này, nó cũng nhẹ. Con sỏ dây vô anh móc. Làm như này không đâu. Móc vô. Anh vậy nè. Ôi, cái con diều nhỏ này nó dễ, nó đơn giản hơn. Mà cái con diều to mà mình muốn cho nó lên được mà cao như vậy á, cũng hơi vất vả. Kìa cả nhà thấy, nó cũng hơi bị trùng dây á, nó cũng chưa có thẳng đi mấy. Được hướng gió. Ở bên trước thì bảo. Gió mạnh vậy. Dạ, mạnh nổi phải không? Ở trước đi. Kéo cũng lên nặng tay lắm ta. Rồi, con ơi. Con này chuẩn bị là ai điều khiển? Vô bốn. Kênh trước là Sông Hỷ Vlog con. Sông Hỷ. Sông Hỷ. Ờ, đúng rồi. Sông Hỷ. Cắt. Cái về chưa có. Cây bằng gạch bôn. Ngày mai con. Ngày mai 6 giờ. Còn cây nữa. Sông Hỷ. Sông Hỷ. YouTube nha. Bấm vô YouTube mới được nha. Sông Hỷ. Mẹ nó nổi. Rồi bây giờ chạy hướng nào? Hướng Nghi Giang vậy luôn hả? Trường Nhà Mô rồi sẽ được lên TV. Có học trường nào? Trường Nhà Mô hả? Dạ, trường Nhà Mô. À. Lâu mọi người mình học trường Nhà Mô nha. Cho anh thả lên mời ta đi, thả anh tiếp. Anh lên rồi, muốn lên rồi. Anh này lên rồi. Linh nó lên mình sẽ thả từ từ, thả dây ra. Cho nó càng lên cao thì nó càng bay nó đầm hơn. Một cuồng như vậy là bao nhiêu mét ra mét dây anh? Tại vì chơi nhiêu mét mình chơi chứ. Nếu mà tầm này là bao nhiêu mét? Của ổng mua ông kia, mua ổng kia không biết. Của cái anh kia hả, anh nãy hả? Ủa gần hồi ai quản lý con này? Anh này. Cái giá tiền nó mua là 2 triệu mốt. 2 triệu mốt một con. Giấu vợ mà chú khai rồi. Anh kia nói là đang giấu vợ mà khai gì chết người ta luôn. Dây này chính giữa nè, rút ra lại rồi. Dây nó nằm giữa đó. Móc lộn dây rồi, dây này giữa nè. Cái đó. Cái này cục sạc dự phòng. Cục sạc dự phòng. Đèn. Dây giữ rồi. Lộn trong dây leo đó. Mà em thấy ở dưới này nó cũng không có gió mấy. Hey, cái cọng dây sạc cục sạc phòng nằm ở trên cái con diều nha. Nè, cục sạc dự phòng nè. Đúng. Ủa, bộ để lên trên treo đó luôn hả? Đợi diều lên rồi mình hãy đi tiếp tục. Lộn cũng dây lèo. Dây lèo. Diều quan trọng nhất là dây lèo. Không có đầm được. Tính ra cái sức này nó kéo nặng ha. Cục sạc dự phòng mà kéo là bình thường nè. Kìa coi nhìn chúng. Thế nó ghế luôn hả? Con mấy con mà có kéo ghế nữa. Ghê vậy? Con này nó kéo tầm chắc trên 10 kg á. Bữa em thấy ai mà hay diều to mà 4 5 6 anh mà anh ba
luôn á. Đúng rồi. Bay heo cũng nhiều luôn á. Cái gió mạnh là cao lắm á. Nặng lắm. Chạy mà anh mất. Đâu chạy nổi. Ui, chưa khóa gấp đèn. Ui, trúng rồi. Chưa qua nữa. Chưa nữa hả? Dạ, yeah, đợi ông chủ lại. Chiều của Liên Kỳ lên đây nè. Đang bay lên từ từ á, kéo từ từ á. Có nghĩa khi diều này nó... Nó ổn định rồi. Ổn định rồi thì mới cho nó bay trên đó. Rồi đây mới thêm diều này lên. Cái trò chơi gọi cũng là đam mê, thích thể thao bơi lội đá banh, có những người lại thích thả diều. Tâm Hỷ bữa giờ cũng muốn đi chơi thả diều lắm mà chưa thời gian đi chơi. Đoạn đường này hiện tại là chiều nào cũng đông người chứ. Khu thả diều mà khu khấm tắng, vừa thả diều vừa tập thể dục rồi ăn uống các thứ. Lúc trước là khu này là Tâm Hỷ tập xe tải cả nhà, mà sợ lọt xuống ruộng. Từ đó về sau không dám tập nữa, vì ở phía sau này là ruộng nè, ở phía sau này cũng ruộng nè, mà chạy lơ mơ mà vậy, lúc mà mới biết tập mới sợ lắm. Anh kia lại kìa. Ôi vậy là nó bay được rồi. Vậy là phải một người đầu nè, người cầm dây, một người cầm diều. Không gấp đạn hả? Cái này có đường hết rồi. Lên lượm đó. Lên là lượm liền hả? Có gió rồi đó. Em này chắc đi mới trong ăn Tết vậy phải không? Tết trong chi tôm nè, còn bột nè. À. Dạ, mới đi chơi Tết chi tôm vậy. Giờ này chắc cũng còn sôi nổi. Đêm đèn luôn đi anh ơi. Chứ nên... hồi lên là không thôi mình mất quấn nữa. Có người lên đèn không rồi? Có đèn mới đẹp. Xíu nữa là mình mặt trời xuống rồi đâu có. Bây giờ mặt trời chuẩn bị xuống từ từ rồi nè. Tí xíu nữa mặt trời xuống mình đâu có mở lên đèn được. Mà mở trước. Cái đèn ngoài nó chạy 7 màu á. Nãy mới chỉnh rồi mà. Nó không chỉnh nó chạy 7 màu. Nhiều màu á. Chạy đó. Nó chạy nó đó. Từ dây nó chạy từ dây. Mình thấy nó bự ở dưới này bự nhưng mà lên trên nó cũng nhỏ. Kéo nó hả? Thức dậy vậy. Ui. Vậy là ở đây là tập trung nhiều cao thủ lắm cả nhà. Nhiều cao thủ thả diều to. Xích ra nè. Ôi lên trên đẹp quá ha. Con này nó có cánh nó bay đầm hơn cái con kia mới đầu nó khó bay hơn á. Khi mà bay lên trên nó cũng nhỏ xíu à, nó không có to. Nếu cái gì là to lắm luôn á. Ở dưới này nó to đùng mà. Vậy là mấy con trên đó nó cũng tương đối là nó to. Rồi giờ mình tiếp tục mình đi chia sẻ cái khu vực mà những cái thả diều ở Châu Đốc cho mấy ha. Ngoài ra thì những cái bàn ở đây, những cái khu vực này á, người ta sẽ đặt những cái bàn uống cà phê, bán những cái đá me nè, nước ngọt nè, rồi có những cái chỗ chị này bán gì bán tô, ta hủ quá chị,
Xong hết luôn chưa? À, có đồ chai, có đồ mặn luôn. Có đồ chai, đồ mặn, những xe bò viên chiên. Rồi cái gì đó? Nước, nước ngọt cũng có. Dạ. Dạ. Vui quá cả nhà ơi. Đông vui lắm. Nhất là ngoài trẻ em còn có người lớn nữa, không phải là riêng trẻ em đâu. Trẻ em hồi lúc trước thì thường là cả nhà thấy là khi mà thấy nhiều á thì trẻ em là chiếm phần lớn. Bây giờ thì là người lớn chiếm phần lớn hơn trẻ em nữa. Ở đây cái bán là món gì không biết, mình vô mình coi thử. Chào chị, bán gì vậy chị? Dạ, bánh tráng nướng á chị. Bánh tráng nướng. Hấp dẫn quá. Ở đây chị bán thường là một miếng bao nhiêu tiền? Dạ 10.000. 10.000. Giá cũng phù hợp cho các mọi người. Em thấy ngoài ở đây trẻ em thường trẻ em thích thả diều, mà đặc biệt ở đây người lớn lại thích thả diều á chị ha. Wow. Chị bán đây là lâu chưa? Dạ từ đầu mùa diều tới giờ á chị. Thường là đầu mùa là từ tháng nào vậy chị? Dạ bắt đầu tháng 2 mình. Tháng 2 của mình. Đây em mặc đưa lên luôn. Thơm quá. Trong cái phần bánh tráng của chị là gồm những nguyên liệu gì chị có thể chia sẻ? Em có thịt bằm, hành phi, hành lá với gút. Dạ. Với bắp nữa chị. Tại khách không ăn cái này cái kia đã bỏ em bớt ra. Đây, chị bán cái này rất là lý tưởng cả nhà. Vừa nghỉ ngơi, vừa uống nước mà có đói bụng á, mình muốn ăn bánh tráng nướng cũng có. Rất là nhiều. Một phần của em vậy là một cái trứng gà. Một cái trứng gà 10.000 là một phần bánh tráng, thịt bằm, rồi con ruốc, rồi mayonnaise. Dạ. Bánh tráng. Vui ha. À, đây có... Cái món đó là món gì chị? Dạ cái này em làm trà đường cho khách. Trà đường pha nước trà sẵn. Trà đường chị để vô chai nước ngọt. Thôi em cảm ơn chị nha. Dạ. Để em đi một vòng. Chúc chị mua ăn đắt nha. Dạ. Xem có. Chú quay coi chung. Đấy. Chào đi. Chào đi, chào đi. Đồng vô quá chung nha. Hello em. Hello bé bầu. Sao em trai gái? Dạ gái. Ok được mẹ. Phải. Gái mau nhờ. Chào con. Ở đây là nếu mà quay đây là hốt chọn luôn á. Cứ quay mà che mặt sao quay được. Đâu? Thank you. Nhưng mà thank you. Hello. 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 Hello mình toàn che mặt không à. Rồi cảm ơn các em nha. Thế nói ngày mai con coi lại con biết con thôi. Người khác coi không biết. Ở đây có xe tàu hũ chả đồng muối tiêu chanh. Mà đặc trưng bây giờ thấy tàu hũ muối tiêu chanh dễ ăn. Chắc anh cũng đi thả diều luôn hay thấy anh đi thả diều luôn hay sao. Ở bên đây thì bán bò bía nha. Bò bía chay, bò bía mặn luôn nè. Mình qua đây thử mình coi thử có món gì mình thử mình nghĩa hết thôi. Sao mới ăn bò bía không? Thôi đi coi thử đi, coi được phù hợp mình ăn luôn. Nói em chào anh. Nói gì đó chưa lại, đứng nói gì đó. Có chay có mặn luôn anh. Đúng rồi. Nếu mà chay thì đâu có để lạp xưởng đúng không? Đúng rồi, chay thì ăn mật tử hộp dịch. Không hộp dịch luôn. Đấy, hộp dịch ăn chay. Nếu mà hộp dịch ăn chay có người ăn vẫn được nha. Đúng hộp rồi. Dịch hộp gà vẫn có người ăn được. Ăn chay. Cái đi nhậu. Không. Thường em thấy anh bán ngoài chỗ đất. Thường bán ngoài chỗ đất. Bữa nay là giờ này là vô đây hả? Đúng rồi, ngày nào cũng được. Một gom một gói như vậy là bao nhiêu tiền anh? Một cuốn là 5.000. Nhìn hấp dẫn ha, cho anh bán khách trước đi xíu nữa mình hãy mua. Tại mình cũng đến sao. Khi mình đến sao mình đòi trước là bị quánh chết luôn. Đây là xe bò bía tuổi thơ. Xe bò bía tuổi thơ dữ dội. Ngoài những trò chơi tuổi thơ dữ dội cũng có những cái món ăn vặt tuổi thơ dữ dội. Đây bò bía. Bò bía mặn. Nguyên liệu đó gồm những gì vậy anh? Quế. Cái phần mà ở trong cái nồi lẩu, cái nồi nước mà đang sôi á là nước củ sắn hả? Đúng rồi. Củ sắn này là mình hắt hả chị?
mình xào lên. Xào lên nó có mới có nước gì. Mình hấp rồi nó đâu có còn nước. Cái rau này là rau lá quế đúng không? Đúng rồi. Nhà bí quyết mà, gia truyền. Em thấy hình như có cái chị gì đó, chị cũng có bán, chị của anh. Bởi gia truyền nguyên gia đình của anh là bán hết. Hỏi là toàn quen anh không á. Châu Đốc chỉ có một gia đình của em này là bán bò bía thôi. Nó một bơm một gói như vậy là 5.000. Gói 5.000. Mặn cũng vậy mà chay cũng vậy luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mặn phải 4.5 sao? Không, chay phải 4.5, mặn 5.000. Đúng rồi, mà chay 4.5 thôi, tại không để thịt. Không để thịt, để phộng nhiều cũng như đó. Nó phộng nhiều. Sao phộng sao mất tiền bằng cái lạp xưởng được. Đâu đậu phộng mất tiền á. Vậy hả? Ờ, đậu phộng trong này gọi là ngoài Bắc gọi là lạc đúng không? Đúng là lạc. Lạc rang. Lạc rang. Củ sắn còn gọi là củ củ đậu. Củ đậu. Còn cái lá quế này này là Song Hỷ là lúc trước là tưởng ở Phú Yên là cái lá é. Lá é. Nhưng mà ngửi rồi không phải. Không phải nó. Cái bánh tráng này nó dẻo dẻo anh ha. Ừ. Anh cuốn hai cái như vậy không sợ nó bị cứng à? Nó bị dai hả? Ngồi nó mềm xèo. Nước ra là vừa. Nước ra là vừa. Để thôi để gì nước ra nó bể. Nước ra là nó bể. Nó bể nữa không? Đúng rồi. Cái nghề này của anh là lúc trước là tự mình mày mò ra? Không có đâu. Hay là mình có người chỉ dạy mới được hả? Cái nghề này là như là đó ông nội ông bán Nam Giang á. Nam Giang là ở trên Campuchia? Campuchia á. Bắt đầu ông mới chỉ ông bà về đây bán. Dạ. Chỉ là nghề xuất phát từ Campuchia. Thôi mua đi em. Mua bò bía nè em. Nghề này là nghề gia truyền. Em thấy mình đã thuận lợi một cái là kế bên Campuchia thì mình cũng được cái phần ẩm thực ở bên bển về rất là nhiều. Giống như là bún lèo ngâm mò hóc, ngâm mò chóc gì đó. Với bò bía này cũng ở Nam Giang, hủ tiếu Nam Giang cũng ở bên Campuchia về nữa. Cái đó mình muốn cuốn ở đây. Người Tàu. Người Tàu. Người Tàu là món gì anh? Món này món người Tàu. Nhưng mà Nam Giang. Người Tàu ở Campuchia. Như là Hồi Hương. Hồi Hương, Hồi Hương đúng không? Giống ông Ba. Ông Ba cũng là người Tàu, người Hoa. Nhưng mà ở Hồi Hương ở Campuchia về Việt Nam sinh sống. Đây là ba biết được ba thứ tiếng. Đậu phộng nha. Đậu phộng bên kia là đậu phộng đâm. Còn bên đây là nguyên một hạt. Nhớ lên kênh Song Hỷ coi nha, ủng hộ chị nha. Song Hỷ. Song Hỷ Vlog. Cứ đi qua lại hoài mà che mặt hoài luôn. Bên đây bốn cuốn nè. Cho chị trước đi em. Ở dưới này là có một cái bếp ga hay sao anh? Lò than. Nó cứ bốc khói gì. Dùng luôn đi em. Mua luôn nè, muốn hộ chanh nè, để em hôi hết mình về nghỉ ăn luôn á. Lấy cho con bốn cuốn. 5 phút nữa hết trơn. 5 phút nữa là hết trơn. Trời ơi, cái này mà 5 phút gì? Để cho con bốn cuốn không có đợi đậu phộng. Để cho con hai cuốn. Không đậu phộng, không mè, không rau. Không rau, không rồi. Vậy là chỉ ăn bánh tráng thôi à. Thôi giờ nóng rồi. Thôi giờ. Bánh này cũng dễ ăn nha. Nóng nè, rồi thêm cái phần mà cái đậu củ sắn á. Ăn quả không ngán đó. Ăn quả ngán. Có tương hộp rồi vô các thứ thơm. Em thấy cái này là tập hợp rất là nhiều món ăn luôn á. Bên kia có sữa đậu nành nữa kìa, cà nam em. Ăn thèm không? Thèm chứ, anh đợi tới giờ. Tôi để tới vòng để ăn đi. Em thấy thơm lắm rồi đó. Chúng mình làm hai cuốn chay, hai cuốn mặn là vừa. Anh ăn mặn đúng không? Đúng rồi. Anh vẫn còn ăn chay. Cuốn mặn nè, bốn cuốn mặn nè. Cuốn mặn ở đây nè. Của chị bên này. Chút là mình phải làm liền luôn, ngay lập tức luôn, không chờ đợi. Không chờ đợi được giây phút nào nữa. Trời mấy bé là ăn gì đây kêu bé ơi. Kêu kêu kìa. Trời. Bốn cuốn con không đậu phộng, không mè, không rau. Ủa này cái là cái gì? Bò bía hả? Bò bía mặn, bò bía chay. Bò bía ngọt các bé. Không có ngọt. Không có ngọt, mặn thôi. Ngọt tới đường như vậy. Ngọt thì nó kẹo vừa, cái đó gọi là ngọt. Bữa nay có đi tới nước không? Bữa nay có đi tới nước không? Ngày mai mới đi. Ngày mai mới đi. Ngày 16 mới vui nhất.
Hôm qua là chị bị tơi tả luôn em ơi. Hôm qua chị chỉ là đi ngang thôi mà chị tơi tả. Chị ấm cháu chị kia. Bán cho bà Phúc đi. Đó cho bữa ok. Vậy là của em là hai cuốn chay, hai cuốn mặn. Dạ. Anh để chung một hộp vẫn được nha. Dạ, anh để chung một hộp vẫn được. Chai mặn thì chai mặn thì nhìn thấy là sưởng hơn. Sưởng ngoài mà. 360. Không có sợ bị ké ké gì hết. Tính ra ăn chai sẽ mau mập hơn ăn mặn, cho ăn đậu phộng nhiều á. Béo rồi. Từ bữa mà trước khi mà ăn chay là Song Hỷ cũng định là giảm cân á, mà nhưng đợt này xong ăn chay xong giảm 5kg luôn, không cần giảm cân. Thơm quá, nhất là cái tỏi phi á, thơm cực kỳ. Chảy miếng luôn, miếng nãy giờ. Thường là một cuốn mặn thì bao nhiêu cái miếng lạp xưởng anh? Miếng à? Một miếng thôi hả? Không cho miếng thứ hai luôn. Thứ hai miếng một. Miếng đủ tiền. Ôi kìa, con Doraemon nó bị dính dây rồi kìa. Nó bị xẹp rồi. Nó bị lủng lẳng rồi. Cái này là vấn đề mà Song Hỷ là sợ nhất khi mà thả diều. Có khi mà thả là một cái ngồi là không thấy con diều nó đi đâu. Cứ bay trên không trung á. Thả luôn nha. Dạ, ớt luôn đi anh. Ớt nhiều đi, ớt nhiều tương nhiều. Thấy hợp luôn hả? Chấm hợp. Chạy ra mặn đâu chấm chân với tương được. Có một miếng là sữa nó cũng không sao đâu anh. Nó cũng không dính đâu. Chấm để lọc vô sao? Anh quá có tâm, anh vẫn mà biết có tâm. Rồi em gửi nha, 20 ngàn đúng không anh? Mình làm liền ngay lập tức luôn cả nha. Đây là một phần cho 4 cuốn chay và mặn. Đây cả nhà. Đây. Đây là mặn nha. Mặn này thì có lạp xưởng, không thì sẽ chấm cho anh caramel ha. Nó thèm. Ăn trước đi em, mời anh. Mời cả nhà nha. Sao? Dịch không? Ôi cái này cũng hơi ớt nhiều nè, màu biết cay không nè? Tao đắm cay. Tao bắn cay. Ôi. Ôi, mời cả nhà nha. Cái này không đậu ẩm hết hả vậy? Không có không đậu ẩm luôn. Không không cái này. Cái này không đậu ẩm luôn. Thương ngon. Không có không để gạo. Sao thế không? Có gạo hả? Mà cay. Ai có để gạo? Con gì nó bị té chấm đầu rồi kìa. Cay nhanh lên em. Cái trong này cái phụ sắn nó xào rồi, nó thấm cái gia vị của nó. Mình ăn nó cái sụt đã. Không biết sao mà kết hợp được nhìn. Trời ơi. Lá quế tương á. Là ngon. Ngon không? Yeah. Thất ghê. Người ta đang uống bài. Có sợ. Không còn xong rồi đó. Giờ mình sẽ kiếm ra quán nước đi, mình ngồi vừa ăn vừa uống nước nữa nha. Là hai cuốn rồi. Bye với em nha. Bye bye. Thank you. Sữa chứ sữa đâu. Dạ, rồi vậy đi mới đó. Trời ơi mắc quá. Em cảm ơn nha. Em kiếm cái khác.
Ở đây có đá me nè. Ở đây chị có đá me hả? Anh uống đá me không? Đá me đi. Ừ, cái này là gì chị? Taxi mượn. Taxi mượn với đá me nữa nè. Taxi mượn với đá me. Em muốn đá me à? Ngồi đâu được anh? Ngồi đây không? Ngồi đây ha. Bên đó của bà. Anh đâu? Ủa ghê. Cái bên này em tưởng của chị. Của chị bớt sữa. Đây cái mèn ly taxi mội. Đúng rồi. Cay quá. Đây là một ly đá me. Có đậu phộng ở trên này. À, một ly đá me. Còn đây bò bía, còn hai bò bía để còn lại để mà mình ngồi để mình uống đá me, mình ăn bò bía. Còn ly của anh Caramel là trà tắc. Trà tắc ở dưới này ngon lắm nha. Song Hỷ biết làm trà tắc nữa đó. Song Hỷ biết làm tắc mà để mà xin đường mà để ở nhà ăn á. Ngon lắm. Bây giờ còn hai cuốn nữa, hai đứa tiếp tục chiến. Nhưng mà quan trọng là em không biết cái nào là mặn, cái nào là chay nữa. Thôi kệ ăn đại đi. Tùy tâm đi. Tùy tâm đi, chủ yếu là cái tâm mình thôi chứ chay mặn gì nó cũng để chung bình thường. Nó đâu có chín miếng lạp xưởng nào đâu, đúng không? Thành lạp xưởng nè. Lạp xưởng nè. Em ra chấm cho nè. Ok. Tới bụng rồi, về tới bụng cái gì? Vậy này xong trời, ông ơi trời xuống muốn nhanh ghê không? Ok. Ngon quá. Vẫn chưa ngán. Vẫn chưa ngán nha cả nhà. Ăn cuốn này cuốn nào vẫn chưa ngán. Đậu phộng thơm. Quế với tương nó hợp. Cái người mà sáng chế cái món này mà kết hợp á. Quế, sủi sắn, đậu phộng, hợp dịch. Ngon không? Bà ghi đặc biệt có anh này à. Anh làm cái nước chấm ngon. Nước tương á, tương á, dưới cà tế. Ăn nó ngon. Ngọt ngọt mà mặn. Có những chỗ làm mặn lắm, ăn không ngon. Cô bán xôi giò ha, xôi giò nóng đây. Hương vị là giống cái món bún gì ở dưới Trà Vinh nè, Sóc Trăng. Cũng, cũng có để tương với này, người quên tên nè. Bún xôi hả? Rất là nổi tiếng ở Sóc Trăng. Em ăn chưa? Chưa. Chưa, bởi em không biết. Sao phải đi Sóc Trăng mà? Em đi Sóc Trăng rồi, em ăn bún bún lèo Sóc Trăng thôi. Còn món đó chưa ăn. Món đó chỉ bán buổi sáng nè. Sáng sớm là bán mau hết lắm. Hương vị thì giống như là cái bò bía này á. Cũng có thịt thịt sắt. Thì quên tên nè. Nếu quý khán giả nào nhớ cái tên mà món bún mà đặc trưng của Sóc Trăng á. Có nước không? Có nước. Thôi mình bún xôi mới có tương ngọt nè. Còn cái loại bún ở Sóc Trăng nghe anh Caramel nói không thể cũng đang còn. Cái tên cũng lạ lắm. Ngon ha. Hôm nay tính đi vô trong Tri Tôn để quay lễ té nước nhưng mà vô trễ quá thì các bạn cũng chơi rồi. Thì hẹn cả nhà thì ngày mai đi. Ngày mai mình sẽ quay ngày lễ chính của Tết Chô Thơ Năm Thơ Mây. Giờ bữa giờ chưa chín hả? Ngày mới chín. Ngày là đá me. Thường đá me hơn một ly như vậy không biết bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay là cái ngày lễ tắm sư á trong sông Hỷ. Và ngày mai là ngày lễ tắm Phật, là ngày lễ chính của bà con Khmer. Nhưng mà thời gian mà tắm như vậy á thì mình tầm mấy giờ mình vô dừa? Buổi trưa sao? Trưa. Trưa là mấy giờ? Khoảng 2 giờ. Từ bắt đầu từ 11 giờ. Nếu gì thì mình phải tranh thủ vì mình cái đường mình đi từ ở ngoài Châu Đốc vào trong khu vực Tri Tôn thì khoảng cũng 30 phút đến 45 phút nên phải tranh thủ cái trước thời gian đó. Ví như là 11 giờ thì tầm 9 giờ rưỡi là mình chuẩn bị xuất phát từ ở Châu Đốc mình đi rồi. Đó mè cả nhà ơi. Mùa này vô mùa me. Đặc trưng của bà con Khmer quý vị là trong vòng 3 ngày Tết thì họ không đi đâu hết. Chỉ ở nhà rồi vô chùa cúng thôi.
chùa thì có những trò chơi gì thì ở đó thì bà con sẽ ở đó chơi luôn trong vòng 3 ngày Tết. Một là các cô lớn tuổi khi mà cầu nguyện xong thì sẽ có những cái điệu múa mà Song Hỷ đã chia sẻ rồi, điệu múa mà như vậy nè. Thì đi quanh cái vòng tròn, giống như quay đi quanh cái bàn tròn đó, thì các cô sẽ cùng với nhau múa cái điệu hát, điệu múa đó. Hình như là điệu múa lâm thôn. Điệu múa lâm thôn. Rồi các nhỏ, trẻ nhỏ thì sẽ là chơi bột, bột rồi xịt nước tùm lum tùm lá nha. Mà ở phía ngoài này á, thì các bé nhỏ thì nó chơi rất là hòa bình. Còn riêng mà khi mà mình vô chơi tôm á, thì giống như cái clip mà Song Hỷ chia sẻ bằng điện thoại đó, thì các bạn cũng có đa số thì các bạn nhiều nơi đến tập trung, cũng rất là hơi phức tạp chứ ha. Phức tạp xíu. Còn nếu chính gốc của những bà con trong Sóc á, thì chơi rất là dễ thương. Song Hỷ tính thì sống theo hướng nội nên là hay đông quá cũng ráng ở nhà ơi, đông quá. Mình thì thích trải nghiệm, thích hòa đồng với mọi người, giống như là đời sống mọi người. Nhưng mà khi mà đến một cái nơi nào đó nó ồn ào quá hoặc là nó phức tạp quá thì có nghĩa là ồn ào không sao nhưng quá quậy. Quá quậy. Quậy. Có khi sợ nhiều khi té cái giẫm đạp lên nhau chắc nguy hiểm hay sao? Nguy hiểm lắm. Nên để Song Hỷ có gì Song Hỷ xem một địa điểm nào vui nhưng mà mọi người sẽ có cái gì đó không quá như là dữ dội như hôm qua chia sẻ, tới bây giờ vẫn còn ám ảnh. Giống kỳ mà đi Lai Châu mình té nước cũng vui không nha. Vui nhưng mà thì rất là đông nhưng mà rất là kêu bằng hòa bình. Em chỉ bị cái lúc mà em té thôi, em té xuống thôi trong cái con suối đó. Thì nhớ đợt đó là ấn tượng lắm. Mình đi Lai Châu á thì mình đi qua cái suối đó thì mọi người tặng nước rồi thì mình chờ mình té thì về bằng mình thôi. Chứ vẫn rất là văn minh, mọi người không có này kia. Còn các bạn này thì có một số bạn thì trèo lên xe mình, dẫm đạp lên xe mình, nằm bên xe mình luôn. Ôi, thật sự là cái ước của mọi người là phải cao chút xíu để mà mình mới vừa vui mà nó không phải làm người ta sợ như vậy. Ở nhà có thể coi clip hôm qua rồi xong hãy chia sẻ. Giờ này 5-6 giờ. Thâu về bớt nè. Có đèn nữa. Đèn đều đã lên đèn rồi đó. Các bạn kia không có đèn á thì các bạn sẽ chơi từ chiều là 4 giờ đến 5 giờ, 6 giờ. Còn mà những bạn mà có đèn, mà vừa có đèn rồi á thì sẽ chơi khuya hơn. Vì mình biết định vị được cái con diều mình nằm ở đâu. Chứ mà mấy con diều mà không có đèn cái là đi mất tiêu luôn, bay ra ngoài động luôn. Ở bên kia là xe tàu hủ rồi khói nguyên nhất của mình. Giờ này coi như bà con cũng một số đi về hết nha. Giờ tới giờ cơm mà. Thì cơm mình về đây mình vẫn còn lang thang. Buổi chiều thì mình thả đi đây dạo vòng vòng cũng vui ha. Chứ nhất là các bé nhỏ vô đôi khi không được thả diều thì cũng được xem tuổi thơ các bé được có nhiều thôi quý vị. Mà cái nơi này á đặc biệt là rất là phù hợp khi mà mình ngồi mình hóng mát á. Ngoài những điểm là công viên nè thì khu vực này vừa ngồi hóng mát mà vừa ăn uống, vừa uống cà phê mà vừa trải nghiệm là coi thả diều nữa. Trời ơi, một đống diều luôn. Con nói là con diều lúc nãy đúng không, lúc đầu tiên đúng không, bây giờ nó đã lên đèn 7 màu rồi kìa. Mà con này thì nó lại không bay đầm bằng cái con mà diều hâu, con đại bàng á. Con đại bàng thì nó có hai cái cánh nó sải hơn. Con này thì giống hình một cái con cá mà hình tam giác. Nó bay nó sẽ không có cánh mà nó sải như cái con kia. Ở ngoài đẹp quá vậy nhưng mà ở trong máy thì mình thấy nhỏ quá. Đẹp ha. Bây giờ thì chắc là Song Hỷ cũng muốn chia sẻ đôi chút về cái tuổi thơ dữ dội của mình khi mà mình đi ngang thấy các bạn thả diều quá nhiều làm cho mình ký ức của mình chợt về. Chắc hôm nào hẹn hôm nào mua con diều mình dắt cho đem thả cho nó khỏi đam mê của mình. Chứ mà nhìn người khác thả mình cũng chưa có đủ mà
ui về cái tuổi thơ mình về nữa mà mình phải trực tiếp mình thả con diều đó nó mới là thú vị. Tuổi thơ có nghĩa là phải thả diều và cuốn dây diều. Đúng rồi. Lúc thả lên thì rất là dễ, tại vì lúc đó là gió kéo lên, còn khi mà cuốn về thì rất là lâu. Nó lâu vậy nè. Mà đặc biệt nha em, là thả diều lúc nào cũng bị dính dây điện hết trơn á, mấy khu diều bọc á là dính dây điện hết trơn à. Này cũng đôi khi mình cũng thích cái trải nghiệm vậy. Thôi vậy Song Hỷ cứ ngồi coi thôi, thấy là dây điện nhiều lắm Song Hỷ. Dây điện nhiều lắm. Thôi cả nhà ơi, thì giờ rất là chiều quá rồi, tối chuẩn bị sụp mặt trời rồi, Song Hỷ cũng tranh thủ để mà về. Clip này thì cũng là đôi chút ngắn gọn về cái kỷ niệm khi mà ở quê vào lúc cái mùa mà với bà, cái mùa thả diều cũng với bà thì xong cũng sắp tới rồi. Thì thả diều xong thì mình nghĩ tới là cái mùa hè. Mùa hè thì sẽ có hoa phượng. Hoa phượng hay lại mình bất chợt lại với bà sắp tới rồi. Tháng 4 âm lịch này là với bà sẽ tới rồi. Cũng có cái gì đó rất là mùi ngồi. Hy vọng thì Song Hỷ sẽ chia sẻ được nhiều hơn về cái địa phương của mình, về những cái nét còn tuổi thơ dữ dội của mình còn ở lui ở đây ở quê như nha. Bây giờ thì hành lên thành phố rồi nhưng mà vẫn còn cái tuổi thơ của mấy đứa nhỏ, nó vẫn còn chơi thả diều, nó không có bị mắc mai một. Song Hỷ cũng cảm ơn bà cô chú đã luôn đồng hành với Song Hỷ. Hy vọng bà cô chú sẽ luôn yêu thương Song Hỷ, ủng hộ Song Hỷ, đồng hành suốt trong những thời gian Song Hỷ làm YouTube nha. Còn bây giờ thì chắc là tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà video sau lúc 18 giờ mỗi ngày nha. Bye bye. Xin chào cả nhà, hiện tại thì Song Hỷ đang có những cái mặt sản quê nhà của Song Hỷ. Ông bà cô chú nào có mua những cái sản phẩm này thì ủng hộ cho Song Hỷ nha. Đây là đường mật hút nốt nguyên chất 100%. Và xứ sở của quê hương của Song Hỷ là đó là cây hút nốt. Và cây hút nốt này là ở phía sau lưng của Song Hỷ nè. Đó. Và đây cũng là một trong những đặc sản ở quê Song Hỷ. Từ cái cây này thì mình lấy mật ra thì mình làm được cái đường hút nốt như thế này. Đường hút nốt này thì có giá là 60.000 cho một hộp 500g. Và cái màu của nó là màu hoa, màu cánh gián nha cả nhà. Rất là đẹp luôn. Đây. Ngoài ra là sản phẩm mà kế tiếp của Song Hỷ muốn gửi đến ông bà cô chú đó là đũa hút nốt nha. Đũa hút nốt này thì một hộp 10 đôi có giá là 120.000. Cây này thì chất lượng cây từ 50 năm đến 100 năm. Và ngoài những cái sản phẩm mà đặc sản của hút nốt thì Song Hỷ có những đặc sản như là khăn dạch thủ công của đồng bào Chăm 150.000, mắm cá linh, cá sặc, cá chốt, mắm chèn, mắm thái, mắm lóc, rồi nước mắm cá linh của khu vườn của chị Phan Diễm, chậm chéo kênh Hải Sao TV. Ông bà cô chú có thể là liên hệ cho Song Hỷ số điện thoại Zalo, Viber là 0344226262 nha. Ngoài ra là có YouTube nè, fanpage là Song Hỷ Vlog. Cả nhà có thể ủng hộ cho Song Hỷ nha.